Con trai bà nối ngôi lấy niên hiệu Tự Đức, phong bà tôn hiệu Từ Vũ Hoàng Thái Hậu, nhưng bà từ chối. Bà Từ Vũ sống rất tiết kiệm, dù có đủ điều kiện để hưởng vật chất trong suốt 78 năm ở cạnh Ngai Vàng với cương vị cố vấn, bà tham gia bàn bạc chính sự hết lòng vì dân vì nước. Bà đã sống qua 10 đời vua triều Nguyễn kể từ Gia Long đến Thành Thái. Năm 1902, bà qua đời hưởng thọ 92 tuổi, được gọi là Từ Vũ Nghi Thiên Chương Hoàng Hậu. Cũng bởi những đức tính tốt đẹp, người ta chọn tên bà để đặt cho một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh.